so sánh sức mạnh Junko với Gorosei, ai mạnh hơn? Đáp lại rất nhiều yêu cầu của anh chị em xăm soi, nay AD làm luôn một clip battle kinh điển giữa hai thế lực, nghe thì cũ kỹ nhưng lại rất mới, Tứ Hoàng và Ngũ Lão Tinh. Đây là video đầu tiên mà hai team này lên sàn đấu SmackDown. Gorosei bất ngờ trở thành cái tên nổi đình đám sau màn debut ngũ đại súc vật ở đảo Exit. Năm con yêu quái đang quẩy tung địa bàn của Vegapunk và đuổi cho băng mũ rơm chạy co giò. Với màn thể hiện như vậy, độc giả đang có một thắc mắc rằng liệu sức mạnh của Lão Tinh khi đặt lên bàn cân với Tứ Hoàng sẽ như thế nào? Trước đây chúng ta chỉ có kèo đô đốc với Yonko và ai cũng biết rằng kèo đó lệch hẳn cho Tứ Hoàng. Nhưng ở một cấp cao hơn, liệu Goro đã đủ trình solo 1-1 hay chưa? Bởi vì ngũ lão mang sức mạnh tương đương nhau. Chúng ta sẽ chọn ra một cái tên đại diện cho phe Tứ Hoàng để so sánh nhé. Còn bên Yonko, mình nghĩ rằng Kaido, Dâu Trắng, Shanks hay là Big Mom cũng ok là rồi. Cho nên tiêu chí sẽ là những gì tốt nhất của hai phe. Pick Kaido, Wakari làm tiêu chuẩn anh em nhé. Và ngay bây giờ, cùng mình đến với trận chiến không khoan nhượng của Gorosei và Tứ Hoàng. Phe phái nào mạnh hơn? Sức mạnh thể chất. Hồi xưa khi mà ngũ lão chưa debut sức mạnh, đô đốc thì vẫn là kèo 1-9-1 tái với Tứ Hoàng. Ấy vậy chưa bao giờ AD xếp trung mâm cả. Nhưng nay có Gorosei thì khác nha, thể chất của họ quả thực ở một đẳng cấp cao hơn. Màn thể hiện của Thánh Saturn cùng với 4 sư tỷ muội là vượt trội ngoài sức mong đợi. Về độ cứng cáp, mình dám chắc rằng Tứ Hoàng nhỉnh hơn. Khả năng chịu đòn của họ phải công nhận là xứng đáng với danh hiệu Hoàng đế biển cả. Châu VL có thể một mình cân mấy chục thằng dư sức. Muốn xuyên qua lớp da của Kaido hay Big Mom, chỉ có Haki cấp cao mới làm được thôi nha. Độ cường tráng Tứ Hoàng hơn, nhưng mà khổ nỗi Gorosei có cái trò siêu hồi phục để cân lại kèo. Họ có thể dễ bị tấn công hơn, nhưng khả năng lì đòn là quá kinh. Dù có bị mất đi các bộ phận trên cơ thể vẫn tái tạo gần như ngay lập tức. Từ đầu ác đến giờ còn chưa thấy Thánh Saturn rên la tiếng nào cơ. Có bay tay, bay sừng, lão vẫn hết sức bình tĩnh. Nó sẽ mọc lại làm gì căng. Đây chẳng phải là điều gì lạ lẫm cả. Năng lực bất tử bất lão cho phép Ngũ Lão Tinh chiến qua các cuộc chiến sinh tử hàng trăm năm. Thật khó nói rằng thể chất của ai mạnh hơn. Tứ Hoàng nhỉnh về mặt cứng cáp sức bền, còn Ngũ Lão Tinh siêu hồi phục đánh mãi không chết. Nếu như mà không thể dứt điểm Gorosei nhanh chóng đánh chết toàn bộ các tế bào, Yonko sẽ có phần thất thế về thời gian như cái cách mà Luffy đang bỏ chạy thụt mạng. Cơ bắp tốt hơn mà bên kia vua lì đòn mới căng cơ các bạn ạ. Kèo khó thực sự đấy, trừ khi tìm được cách khắc chế chứ đánh về lâu về dài, sợ là Tứ Hoàng bị đuối, nhưng ít ra thì cũng phải chiến 800 hiệp 10 ngày 10 đêm ấy chứ. Về tốc độ này, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tứ Hoàng và Ngũ Lão. Phe Gorosei không hề mạnh về tốc độ, trừ một người duy nhất đó là Thánh Venus Mã Cốt. Cơ mà cho dù là Venus mình nghĩ cũng chưa thể nào nhanh bằng tốc độ Tứ Hoàng đâu. Lão được tâng bốc bởi đám lính hải quân gà mờ, chứ làm gì có ai đẳng cấp chỉ huy hay là đô đốc xác nhận là Venus Max Speed đâu. So với tốc độ Luffy hay Kaido thuộc dạng thách đấu top tier rồi, chưa kể Shanks còn nhanh hơn cả hai người họ cơ. Tốc độ một Tứ Hoàng thực sự là quá kinh khủng. Một kẻ nổi tiếng về speed như là Kizaru còn bị Shanks và Luffy lần lượt cho ăn hành. Mình nghĩ Borsalino đụng phải Kaido kết quả cũng không khác là bao. Gorosei thì không mạnh về tốc độ, nhìn cái cách Saturn bị Luffy vờn như con. Jupiter bị chém làm ba khúc các kiểu, rõ ràng họ không đủ nhanh để so với hải tặc ngày nào cũng chinh chiến ở ngoài biển cả. Gorosei rất ít khi mà tham chiến nhá. Theo lời của anh Tơn, còn không thể nhớ rằng đã bao nhiêu lần rồi mới đặt chân xuống đất liền. Nếu không phải vì mục tiêu là Vegapunk và Joy Boy Nika, Lão Tinh cũng chẳng cần phải ra mặt để đảm bảo chính quyền thế giới không bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Cuộc chiến giữa Luffy và Thánh Saturn đại diện tiêu biểu cho kèo giữa Tứ Hoàng và Ngũ Lão. Một bên outspeed tấn công đủ kiểu nhưng chẳng thể nào dứt điểm. Chỉ cần một sơ hở, Tứ Hoàng có thể cạp đất với chiêu tất sát của Gorosei. Chịu đấm ăn xôi, tốc độ không bằng thì chơi chiêu lì đòn chờ thời. Nói vậy thôi chứ Gorosei cũng rất nhanh nha. Chỉ là do Tứ Hoàng trai hát quá kinh mới outspeed nặng thôi. Dao có bén tới đâu mà không mài cũng cùn đấy. Thiết nghĩ khả năng di chuyển tốc độ cao của Ngũ Lão còn chưa thể nào so sánh với các đô đốc nữa là. Về Haki, một yếu tố rất thú vị khác dường như là giống như các Tứ Hoàng thôi. Các Lão Tinh đều sử dụng được 3 loại Haki.
Tuy chỉ mới có Thánh Wakuri được xác nhận là Thét Ra Haki Báo Vương, mình nghĩ trong team vẫn còn thành viên sở hữu được loại Haki cực hiếm này. Thậm chí cả năm ông được bắp cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Tại sao Ngũ Lão Tinh là đội hình được Imusama tuyển chọn đặc biệt từ những Thiên Long Nhân đời đầu? Có người còn giả thuyết họ được tạo ra bởi bàn tay của Imu, cho nên những gì tốt nhất đều được bắp hết vào. Haki không phải ngoại lệ. Nếu đúng thì Ngũ Lão sở hữu 3 loại Haki thì tất cả đều ở dạng cấp cao vì đã trải qua hàng trăm năm cai trị chính phủ. Họ đã tôi luyện sức mạnh tới đỉnh cao giới hạn có thể đạt được. Tuy nhiên mình lại đánh giá cao hơn sức mạnh Haki của Tứ Hoàng nhá. Những cá nhân kiệt xuất mang thiên phú khác hẳn người thường. Ngoại trừ Buffy, mọi Tứ Hoàng đều sở hữu Haki cấp cao. Riêng Jordan thì vẫn còn bỏ ngỏ khoảng Haki Báo Vương. Chứ 5 trong số 7 Tứ Hoàng đều có thể khiến cho bầu trời rách toạc háng bằng sức mạnh bá khí hư của mình. Màn trình diễn của Ngũ Lão ở mức độ cao thủ, còn Tứ Hoàng phải ở cấp bậc thách đấu. Haki Báo Vương thuộc về thiên phú, không phải cứ cố gắng là sẽ luyện tập được bá khí mạnh hơn nha. Ngũ Lão đạt tới giới hạn trong khi Tứ Hoàng có thể vượt qua giới hạn nếu như cảm xúc bị phá vỡ. Mình đánh giá về khoảng độ trình Haki, Tứ Hoàng nhỉnh hơn một chút. Chăm hay không bằng tay quen. Việc bật cua như cơm bữa trên biển giúp đội Tứ Hoàng cải thiện Haki từng chút qua từng ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói về trái ác quỷ. Nói một chút về năng lực trái ác quỷ các bạn nhé. Trừ Xanh, người chơi duy nhất biết bơi thì mọi thành viên trong team Kurosei chưa xác định rõ năng lực hay là Tứ Hoàng rơi xuống biển đều tạch thôi. Sở hữu năng lực bất lão khoảng thời gian sống hàng thế kỷ giúp Ngũ Lão phát triển trọn vẹn sức mạnh trái ác quỷ. Cả năm ông đều thức tỉnh được năng lực với đặc điểm là vòng mây vắt sau lưng. Nhưng mà khoan đã, chưa chắc họ đã được ăn trái ác quỷ đâu. Vì cơ bản Oda còn chưa giới thiệu tên gọi trái ác quỷ cho từng người cơ mà. Có khi họ thực sự là yêu quái được nắn nót thành hình dạng người cũng nên các bạn ạ. Mà thôi, chúng ta cứ cho rằng trái ác quỷ sẽ được công bố sớm thôi ở trong một vài chapter nhá. Đến 99% khả năng sẽ thuộc hệ Doan Thần Thoại hoặc là Mốt Quỷ Thần. Năng lực Ngũ Lão dễ nhận thấy rồi. Họ đồng dạng sở hữu sức mạnh những con yêu quái trong văn hóa dân gian. Mã cốt, hưu quỷ, sâu cát, chim quỷ và lợn rừng. Mỗi con ban cho một đặc điểm riêng như là tốc độ này, độc dược này, khả năng bay, độn thổ hay là phát ra sóng xung kích. Theo mình nó cũng không khác gì mấy Doan Thần Thoại chúng ta từng biết đâu, thậm chí còn yếu hơn đấy. Dù sao trái Vượng Hoàng, Thanh Long, Sói Thần hay Nika vẫn có cảm giác đỉnh hơn anh em nhờ. Điểm lợi hại nằm ở chỗ rằng Ngũ Lão nhờ có khả năng bất tử siêu hồi phục nên ở dạng quỷ của họ trông đáng sợ hơn một tí thôi nhá. Nếu không có năng lực đặc dị này, mình cá rằng so về dạng bay hay là dạng thức tỉnh, trái ác quỷ của Ngũ Lão thì khó mà so sánh được với trái ác quỷ của Tứ Hoàng. Yonko mạnh về Haki lẫn năng lực Devil Fruit, trái ác quỷ của họ đều thuộc dạng cực hiếm và mạnh nhất trong mỗi hệ. Trái chấn động top 1 Paramecia, trái linh hồn đặc biệt hệ siêu nhiên, trái bóng tối bá đạo hệ nguyên tố và Thanh Long Nika top server Doan Thần Thoại. Cuối cùng đó là trái phân tách của Bucky thì vẫn còn là một ẩn số nhá. Top 1 khi mà thức tỉnh cũng nên các bạn ạ. Một lần nữa thì mình đánh giá năng lực trái ác quỷ của Tứ Hoàng nhỉnh hơn, hoặc ít nhất là có màn trình diện ấn tượng đáng nhớ hơn so với Gorosei. Ngũ Lão chỉ có thể lật kèo nếu họ được xác nhận đều là yêu quái chứ không phải là con người. Khi ấy mức độ nguy hiểm nhân x 2 lần, còn giờ thì năng lực của Yonko kiểu như là chuẩn mực để so sánh rồi, đứng trên đầu bảng. Kinh nghiệm, đây có lẽ là yếu tố hiếm hoi mà team Gorosei chiếm ưu thế nhá. Cũng phải thôi, sống lâu để làm gì, để có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn chứ còn gì nữa. Mặc dù rất hiếm khi đích thân ra trận, Gorosei không phải dặn ăn không ngồi rồi. Bất kể diễn biến lớn nhỏ nào trên biển đều được thông báo về thánh địa Marijoy. Họ phải nắm hết tình hình thế giới thì mới đưa ra được các chính sách cai trị phù hợp. Anh em nào xem qua các video bóc trần sự thật về chính phủ sẽ biết rằng lý do chính quyền không xóa sổ tất cả hải tặc nòng cốt là muốn có phe phản diện để họ nhân danh công lý thu tiền bảo kê từ các quốc gia, nơi mà hải quân được coi như là cánh tay phải đắc lực giúp chính phủ kiếm tiền một cách hợp lý. Vì lẽ đó thì vận mệnh hải tặc thực sự nằm trong tay của Ngũ Lão Tinh và Imu. Hệ thống Tứ Hoàng vẫn còn tồn tại là do chính phủ muốn thế thôi. Vừa không phải tốn sức kéo quân đi tiêu diệt hay là gây thiệt hại lớn, vừa nhờ có Tứ Hoàng mà chính quyền mới ăn nên làm ra. Tuy nhiên nếu cần thiết nhá, cảm thấy tầm ảnh hưởng một cá nhân nào đó đủ lớn gây nguy hiểm cho chính phủ, những kẻ đứng đầu sẽ ra mặt giải quyết. Đó là lý do tại sao mà một trong Ngũ Lão Tinh xuất hiện chỉ để tiêu diệt tiến sĩ Vegapunk, trong khi mấy vụ Tứ Hoàng choảng nhau họ cũng chẳng thèm xách mông đi giải quyết.
lớn như trận tổng bộ còn chẳng thèm xuất hiện kia kìa. Về kinh nghiệm thực chiến, rõ ràng Tứ Hoàng là tiêu chuẩn rồi, những kẻ được gọi là vua biển cả. Thực chất danh hiệu này cũng do chính quyền đặt ra để nâng cao tầm quan trọng của Tứ Hoàng. Nhờ vậy, việc bảo vệ người dân trước hải tặc càng thu được nhiều lợi ích hơn. Rõ ràng thực chiến thì lão Tinh có thể không bằng, nhưng mưu hèn kế bẩn, chiến lược tấn công thì đầu óc của Ngũ Lão vẫn là một cái gì đó rất là ao trình. Tứ Hoàng đôi khi bị dắt mũi còn không hề biết, họ chỉ là những đứa trẻ trong mắt Kurosei. Năm ông già đã sống quá lâu để biết cách kiểm soát thế giới ở trong lòng bàn tay. Hàng thế kỷ họ phải đương đầu với biết bao thế hệ hải tặc. Có chăng thời kỳ mà Roger mở ra nó đặc biệt nhất trong 800 năm, khiến cho chính phủ phải dành sự quan ngại. Những kẻ nổi lên như là Tứ Hoàng trong quá khứ, Kurosei đã gặp không hề ít. Duy nhất Joy Boy thức tỉnh mới thực sự khiến họ phải hoảng hốt mà đứng ngồi không yên thôi. Nên nếu như mà không có Luffy Nika, còn lâu Tứ Hoàng mới làm khó được Ngũ Lão khiến họ đích thân ra trận. Chốt lại, so về một kèo đấu thuận đánh nhau thì Tứ Hoàng nhỉnh hơn một chút nhá. Thấy rõ ở khoảng thể chất Haki và năng lực trái ác quỷ. Còn riêng về kinh nghiệm chiến lược và đặc biệt là khoản hồi phục vô hạn ấy, Kurosei hoàn toàn là không có đối thủ. Kèo này thì nhìn Tứ Hoàng có lợi thế combat nhưng mà chưa chắc ăn được đâu. Chúng ta cứ lấy tiêu biểu Luffy và Saturn là biết nha. Luvon anh tơn như mèo bắt chuột nhưng chuột này ra huy. Mèo tâm có làm cách nào cũng không thể nào diệt nổi. Trận đấu giữa Tứ Hoàng và Đô Đốc gói gọn trong câu nói: một bên không thua được, còn một bên không thắng được. Bước ngoặt là phe Tứ Hoàng phải tìm ra cách khắc chế năng lực phục hồi. Nếu không thì đánh về lâu về dài, đấm nhau tầm khoảng nửa tháng 20 ngày cũng sẽ có kết quả thôi. Không cần phải chờ đợi quá lâu, mình tin là Luffy với hào quang như vật chính sớm tìm ra cách counter Ngũ Lão ngay trong trường Exit thôi. Ok, trên đây là video so sánh sức mạnh Kurosei với Junko. Anh em thấy tổ đội nào bá hơn, hãy cùng comment bên dưới cho mình biết nha. Còn đây là ba bạn may mắn lên sóng số ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Trung Maximum à. Ngày nào anh xăm soi cũng ra hai video như này xem khoái lắm. Ngày nào anh trả ra hai lần. Nếu sướng thì có khi chần chờ gì nữa mà double like cho AD đi chứ còn gì nữa đúng không nào. Bạn Sơn Ngọc, theo anh nếu Big Mom còn sống và trở lại thì bà có đi tìm dâu đen để cứu con mình không? Mẹ lớn làm gì có chuyện đi cứu con cái. Hơn 80 đứa bà có quan tâm đâu. Mấy đứa không cứu bà thì thôi chứ mama đâu có quan tâm gì tới sống chết của bọn chúng đâu đúng không nào. Cuối cùng là một bạn giấu tên. Hy vọng Kata với Lo sẽ comeback ngầu bá cháy. Có khi Kid cũng có cư may nữa chứ. Comeback là cái chắc rồi, nhưng mà Kata mình nghĩ sẽ là vai phụ thôi. Riêng Lo sẽ là nhân tố quyết định, bởi vì anh mang sức mạnh trái ác quỷ tối thượng. Còn Kid á, anh cáp tầm này tùy thuộc vào xanh xử lý thôi. Cho làm đàn em cũng ok la phết đấy. Rồi, và đừng quên like, share clip nếu như các bạn cảm thấy nó hay ho. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.